Trong các chi nhánh của Thư viện Công cộng Denver trong phố, Plaza là nơi công cộng dành cho các di dân và người tị nạn. Xin đến Plaza, đến để vượt qua những cái mới mẻ, đến để học vào chương trình công dân Mỹ, đến để thực tập nói chuyện một ngôn ngữ mới, đến để tạo một nền nghệ thuật và chia sẻ những mẫu chuyện, đến để làm quen và kết bạn vòng quanh thế giới. Xin đến để cùng chia sẻ những kinh nghiệm với những người di dân.